tài phá sản, hãy hiểu rằng trong khi việc này có thể giúp quý vị khởi sự lại từ đầu, nó đồng thời mang đến một số các hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên, thường thì quý vị sẽ trong tình trạng phá sản trong 3 năm một ngày và tên của quý vị sẽ hiện ra vĩnh viễn trên danh mục phá sản cá nhân toàn quốc, được viết tắt là NPII. Đây là hồ sơ qua mạng mà ai cũng có thể kiểm tra được, kể cả ngân hàng, chủ nhân và chủ nhà. Quý vị có thể bị mất một số tài sản và quý vị sẽ khó mượn tiền hơn, khó gia hạn hay đóng bảo hiểm. Quý vị có thể phải trả một khoản tiền thế chân trước khi câu điện hay hơi đốt. Quý vị cũng không được đi du lịch ngoại quốc mà không xin phép. Quý vị cũng có thể phải giao nạp sổ thông hành của quý vị. Lợi tức của quý vị, việc làm hay doanh vụ của quý vị có thể bị ảnh hưởng. Nếu lợi tức của quý vị vượt quá một ngưỡng nào đó, một phần trong lợi tức này có thể được trả cho người quý vị còn thiếu tiền. Những điều kiện về phá sản theo luật phải được tuân thủ. Vì vậy, nếu quý vị không theo đúng, có khi quý vị còn bị rắc rối hơn. Trang mạng của AFSA có nhiều thông tin về phá sản và hậu quả của nó. Quý vị chỉ cần vào afsa.gov.au và tìm Consequences of Personal Insolvency, hậu quả của khai phá sản cá nhân. Khai phá sản là một vấn đề nghiêm trọng, hiểu được cách nó hoạt động như thế nào và dự kiến những gì xảy ra sẽ giúp quý vị quyết định đây có phải là việc đúng quý vị nên làm hay không. Đoạn phim này chỉ là một hướng dẫn nhằm cung cấp thông tin mà thôi, nó không phải và cũng không nhằm mục đích cố vấn pháp lý.